究了些什么？Báo cáo. Nạn nhân là Phan Đức Quý, sinh viên năm 4 khoa công nghệ thông tin, quê Đức Trọng. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn ông bà ngoại. Quý có tiền từ mảnh đất cho thuê của ông bà, nên Quý sống rất thoải mái. Thuê nhà riêng của ông Tuân để đi học. Ông Tuân là tổ trưởng tổ dân phố, cũng là người phát hiện Quý chết đầu tiên. Quý là một thanh niên chơi bời và có quan hệ tình cảm khá phức tạp. Người bạn gái gần đây nhất là Trần Thị Mỹ Duyên. Và trước đây 2 năm có một người bạn sống chung là Nguyễn Hữu Phước, cũng học chung lớp với Quý. Hiện tại Quý chỉ sống một mình và không có tiền án tiền sự. Nạn nhân bị giết trong khoảng thời gian từ 22:30 đến 23 giờ. Tử vong do mất máu cấp vì nhiều cú đánh mạnh vào đầu. Hung khí gây án là chiếc gậy gỗ có ở hiện trường. Trên hung khí thu được không có dấu vân tay, chứng tỏ kẻ sát nhân đã có đeo bao tay. Ngoài ra không thu được dấu vân tay khả nghi nào khác ngoài vân tay của ông Tuân trên người của Quý khi ông Tuân phát hiện Quý chết. Theo điều tra tại hiện trường thì nạn nhân đi về một mình, ổ khóa không có dấu vết cậy phá, cũng không thấy có dấu vết đột nhập. Nạn nhân bị nhiều vết thương chí mạng ở vùng đầu và vai, chứng tỏ là hung thủ cố ý sát hại nạn nhân. Và điều đặc biệt, nhà nạn nhân chỉ mất một cái laptop. Tổng hợp những điều trên, tôi có nhận định có thể là do người quen gây án và động cơ là trả thù cá nhân. Có đối tượng tình nghi không? Hiện tại thì có 2 đối tượng tình nghi. Thứ nhất, đó là Nguyễn Hữu Phước, đã từng ở chung nhà với nạn nhân Quý. Và đối tượng thứ hai đó chính là Ngọc Anh. Nói như vậy, nhiều khả năng là Phước vẫn còn giữ chìa khóa nhà của Quý. Vì vậy, ở hiện trường, chúng ta không tìm thấy dấu vết đột nhập. Tôi vừa nhận được báo cáo của các trinh sát trước cuộc họp. Hiện tại thì Phước không có mặt tại địa phương. Bạn bè của Phước nói thì Phước đang đi phượt ở miền Tây. Do đó hiện thời chúng ta không biết được Phước đang làm gì và ở đâu. Dạ, đây là phòng trọ của cháu Phước ạ. Hôm nay có lệnh khám xét, cô cứ mở cửa cho hai chú công an. Dạ. Anh cứ ở đây nói chuyện với cô chủ nhà trọ nha. Để tôi vào bên trong xem có cái gì mới không. Cậu đi đi. Dạ mời chú. Cảm ơn. Đây là xe của Phước hả chú? Đúng rồi đó chú. Đề nghị của chú, đừng có đụng bất cứ vật dụng gì ở phòng của Phước nha. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Lúc trước á, Phước rời khỏi nhà trọ, cô chú có nhớ là Phước có mang ba lô hay là đồ đạc gì theo không? Hình như tôi thấy nó mang ba lô đi rồi á. Cô có nhớ Phước lúc đó mặc quần áo màu gì không cô? Hình như áo màu đen. Dạ. Đội mũ màu đen, có mang ba lô nữa. Cô có nhớ kỹ Phước mặc quần màu gì không? Hình như cái quần màu xám đen á.
Tôi ở nhà trọ trước đây nè. Bộ đồ đó Phước đã thường xuyên mặc lắm chú. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô chú. Tôi nói một lần nữa, tôi không phải là người yêu của anh Quý. Tụi tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi à. Nhưng theo điều tra của chúng tôi, những gì cô nói hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì cô thường xuyên đi chung với Quý, tất cả mọi người trong trường ai cũng biết. Thường xuyên đi chung không có nghĩa là tụi tôi cặp kè với nhau. Sự thật á là anh Quý rất thích tôi. Nhưng mà tôi không hề thích anh Quý. Tôi đi chung vì anh Quý hay chỉ tôi làm tin học, mà tôi thì lại dở môn đó. Với lại ai cũng sợ anh Quý hết. Vì sao? Ảnh rất là lăng nhăng, nổi tiếng là sở khanh của trường đó. Vậy hôm trước anh nói với em, nhớ chưa? Tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi như vậy. Miệng anh thì lúc nào cũng nói yêu thương tôi, sao lại đi với cô gái này là sao hả? Anh nói chỉ yêu mình tôi thôi mà. Tại sao vậy anh Quý? Ủa, anh nói vậy với em hồi nào? Anh đúng là đồ sở khanh mà. Ngọc Anh à, em đừng nghe những gì cô ta nói. Đủ rồi, để tôi còn lại một chút tôn trọng nha anh Quý. Ngọc Anh. Anh Quý, anh đã hứa sau khi ra trường anh sẽ về nói với ba mẹ để cưới tôi mà. Tôi xin cam đoan là tôi không hề có bất kỳ liên quan gì với anh Quý hết. Hơn nữa, cái chết của anh Quý càng không có liên quan gì tới tôi. Khách sạn lớn quá hả chị? À. Con rót nước cho khách nhìn chú. Dạ con chào cô. Dạ. Chào cô. Không nè. Dạ. Em mời chị qua tới uống trà đi em. Chị qua. Em mời chị. Dạ mời cô. Dạ. Mời chị dùng nước. Dạ cảm ơn anh. Anh Tùng đâu rồi chị? Dạ tôi đi thì anh Tùng phải ở công ty để xử lý công việc chứ. Vậy à. Anh biết không, sáng nay chị qua chị nôn lắm, cho nên chị kêu em dẫn tới đây nè, để mà coi vị trí khách sạn như thế nào. Ừ. Khách sạn dễ thương quá à, sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhìn là biết anh Duy là một người rất là kỹ tính đúng không? Bởi vậy nói thiệt là chắc tôi không bán khách sạn đâu. Bao nhiêu tâm huyết tôi dồn hết vô trong này. Anh à, em thấy anh nên suy nghĩ lại đi, đầu tư cổ phần vào công ty của chị Hoa đi. Làm khách sạn bây giờ không còn ăn nữa, nhiều khách sạn mọc lên như nấm, rồi còn du lịch kiểu stay home nữa. Không nói đúng đó anh. Nhưng mà anh à, em làm kế toán cho anh lâu rồi đó, em biết doanh số của anh bao nhiêu mà. Không bằng một gốc nếu như anh đầu tư vào công ty của chị Hoa. Anh hiểu, nhưng mà tại anh thích, anh yêu cái công việc này. Mà thôi, việc này mình tính sao đi. À, em đưa chị qua đi tham quan thêm khách sạn đi nha. Để dạ. Chị có cái nhìn toàn cảnh về khách sạn, rồi sau đó mình có cơ sở để mình trao đổi chi tiết hơn. Dạ chị, ở phía sau này rộng và đẹp lắm. Xin phép anh. Dạ mời chị. Dạ, mình đi cô. Chị dạ cô đi. Thương. Dạ. Con đi theo khách, mở đèn cho khách tham quan, có gì giải thích giùm chú nha. Dạ. Trang. Dạ. Làm gì mặt mày buồn hiu à? Dạ con đâu có buồn gì đâu chú. Đừng có giấu chú nha. Nghe chú nói bán khách sạn rồi buồn hả? Ủa chú, chú bán khách sạn này thiệt hả? Thì cũng đang suy tính vậy. Con mới xin vô làm mà chú bán khách sạn rồi. Nhưng giờ khách khứa vắng vẻ quá làm sao con? Chú, hay là chú đừng bán khách sạn nha. Chú cứ hoạt động bình thường đi, rồi chú cắt lương tụi con cũng được, cắt phần nữa. Thôi đi. Chú chỉ đang suy tính thôi chứ chưa có quyết định. Yên tâm làm việc đi nha. Dạ. Thank you.
tôi nghĩ chuyện mua khách sạn quanh Duy không đơn giản đâu. Chị à, thật ra thì anh cũng đã biết khu đất đó sẽ là miếng đất vàng khi có quy hoạch xây dựng thành trung tâm thương mại của thành phố đó chị. Sao cô không nói sớm cho tôi biết để tôi tính cách khác? Ủa, em tưởng sáng nay chị đến để coi lại miếng đất đó thôi mà. Em tưởng chính vì sự chậm chạp trong suy nghĩ phán đoán của cô mà cho đến bây giờ cô vẫn chỉ là một kế toán thôi. Lẽ ra cô đã là phó giám đốc của tôi rồi. Ủa, nếu em làm phó giám đốc thì anh Tùng làm gì chị? Cô tại chị hết thôi, tại chị không giao cho em. Không, chị giao cho em chức vụ phó giám đốc tài chính đi, đúng ngành đúng nghề, em làm cho chị coi. Tại chị không giao cho em thôi chứ. Giao cho cô nắm quyền chắc có ngày công ty này phá sản quá, không chừng còn gây chuyện phạm pháp rồi ngồi tù cả đám nữa. Ê trời đất ơi, chị phun nước miếng nói lại đi, đừng có nói chữ tù. Nghe chữ tù em bị ám ảnh mấy ngày mấy đêm luôn á. Gần đây tôi có cảm giác có ai đó cứ rình rập nhà tôi. Trời ơi, em cũng thấy vậy đó chị, cứ như là có bóng ma nào đó. Đêm qua tôi lại gặp ác mộng, con quỷ năm xưa lại hiện về ám ảnh hù dọa tôi. Đúng rồi đó chị, em cũng vậy đó chị, em cũng thấy con nhỏ đó hiện về trong ác mộng, rồi có những quân cờ domino. Chị, bây giờ sao hả chị? Em mất ngủ mấy hôm rồi đó. Chị cũng biết, em mà mất ngủ là con mắt em nó sâu như cái giếng vậy đó. Rồi thêm da nó nhăn nè, rồi mặt nó chảy xệ nữa. Trời ơi, nó già, nó xấu lắm chị ơi. Em sợ bạn trai em nó chê em thôi. Giờ này còn lo chuyện bạn trai bồ bịch, cô hay thiệt đó. Chị nghĩ coi, em đâu có thể có con đâu, ai thèm lấy em. Em già đến nơi rồi, chị phải để cho em đi tìm niềm vui sót lại trong đời của em chứ. Đời này có bao nhiêu đâu mà lại hững hờ. Biết đâu ngày nào đó tụi mình vừa cột rồi, còn gì đâu nữa mà hưởng thụ. Tào lao quá. Ăn nói bậy bạ không hả? Ra ngoài tiếp tục làm việc đi. Em biết rồi. Thưa chị em đi. Bình tĩnh, chỉ là ác mộng thôi. Mọi chuyện mình còn có thể kiểm soát được. Bí mật mấy chục năm qua vĩnh viễn sẽ được chôn vùi. Ê, nhìn kìa, chỗ cục anh kìa mày. Ừ, mày không nghe nói đó. Còn đen quá trời luôn. Còn chữ nó cũng nhiều. Ê, con nhỏ đó kìa. Trời ơi, nó công giọng. Quý chết là do bị sát hại. Ai giết Quý mà công an điều tra có vẻ nghiêm trọng lắm. Cũng may là lúc đó mình không yêu Quý. Anh tới đây làm gì vậy? Ngọc Anh, cho Quý xin lỗi nha, chuyện hôm bữa không như Ngọc Anh nghĩ đâu. Quý về đi, đừng mất thời gian với tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi cực kỳ ghét đàn ông không chung thủy bắt cá hai tay và gian xảo như anh. Ngọc Anh
Nhưng mà thật ra thì ai là người đã giết Quý? Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp và phiền phức như vậy chứ? Tới nhà quan đi, tụi tao có trò này hay lắm. Mày quên kế hoạch triệu lai à? Mày cứ để mọi chuyện diễn ra bí mật mới thật và hấp dẫn như hôm rồi đó. Ok, tao tới liền. Nhưng không làm tao đau nha. Còn cút khùng. Hẹn nhau mà không thấy đâu hết vậy? Cúc ơi, đâu rồi? Mời anh chị dùng nước. Dạ. Dạ, cảm ơn. Anh chị chờ một chút đi, chúng tôi đã điều cán bộ nhà trường đi tìm Quốc Bảo. Dạ. À. Nè, đi em. Quốc Bảo, Quốc Bảo, Bảo. Dạ, xin phép thầy. À, không có gì. Alo. Alo. Anh ơi, không biết tại sao Bảo lại chạy ra cổng trường rồi. Sao? Anh cứ xác định hướng của Quốc Bảo, chúng tôi sẽ tới liền. Có chuyện gì vậy anh Nam? Anh đang livestream nè, đang ở đâu vậy? Gì? Mọi người coi nè. Gì livestream hả? Ê, ê, mở coi tụi bay. Trời, mọi người ơi, lên mạng coi đi. Trời ơi. Ê, mà tiền không vậy? Trời ơi, vụ này tôi biết. Biết gì? Cái này á. Trời đất ơi, tin chi? Cái này á, bà đang lên mạng chỉ để bà ảo diệu thôi. Tôi quá biết bà bị lậm quá mà. Ví dụ nha, tôi đã đăng nhiều rồi, bà còn đăng nhiều hơn tôi nữa. Sao mà tôi có tin mấy cái này được? Ông thấy không? Bây giờ bớt nổ cho đời bớt khổ đi. Ông đó, tôi thấy ông á, bớt nói cho nó sang. Mệt ê, quá. Ê, vậy ăn sáng chưa? Tào lao. Thôi thôi thôi. Nè 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 mọi người, vậy đừng quan tâm Facebook của bà nữa. Bây giờ á, đóng lại đi, rồi lo làm bài tập đi. Lát nữa đó thầy vô á, chưa xong á là phạt hết cả đám luôn. Rồi.
Lên Facebook đi. Còn Ngọc Anh nó đăng tin lên nè. Nó đăng tin cậu cứu nè. Trời ơi. Thôi con thử đi. Nó xạo quá bà. Nó thật nó xạo vậy ta. Nó xạo đó. Nó xạo nó câu like, nó đăng câu like đó. Không ngờ cái nhỏ này dạo này nó lộng hành vậy luôn á. Nghĩ sao ai mà giết nó mà đăng tin lên vậy đúng không? Sống ảo mà. Đúng rồi. Mấy cái thứ này câu like đăng hết trơn rồi còn đâu nữa. Sao vậy? Cậu Bình. Cậu Bình. Cậu Bình. Cậu Bình. Cậu Bình. Thầy, có chuyện gì vậy? Giải thích thầy nghe coi. Em sẽ giải thích với thầy sau. Bây giờ mình lo cấp cứu cho Ngọc Anh đi thầy. Em nghĩ là cô bị truy sát đó. Mai, đi theo Bảo đi. Dạ. Đi. Ở trên này nè, còn một ngôi nhà quan nữa. Anh đi theo tôi. Nhà quan hả? Dạ. Rất nhiều dấu vết đáng khả nghi. Tôi sẽ cử đội khám nghiệm hiện trường tới đây làm việc. Ai đã tấn công cô vậy? Cô thấy rõ mặt của họ chứ? Dạ. Thật ra là không có ai tấn công em hết. Gì Ngọc Anh? Cô nói gì vậy? Rõ ràng là cô bị tấn công mà. Là do em vô nhà quan, em đi chụp hình, rồi em post lên Facebook em cầu cứu. Là trò đùa của em thôi. Xong rồi em thấy rắn, em sợ quá, em chạy ra, em dắp té rồi bất tỉnh thôi.
Thôi được rồi. Anh Bảo, chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi anh. Mời anh theo chúng tôi lên văn phòng của trường. Thằng Bảo bị bắt vậy? Ai biết đâu. Mà tao đoán á, là liên quan tới chuyện của Ngọc Anh á. Vậy hả? Ừ. Thôi đi đi. Tôi đang làm luận án thạc sĩ về lĩnh vực tinh học. Thì tất nhiên tôi biết Phước và Quý là chuyện bình thường, bởi vì hai người đó đều chung khoa với tôi. Đêm mà Quý bị giết, đêm đó anh đang ở đâu? Lúc đó thì tôi đang ở nhà trọ của tôi. Có ai làm chứng cho anh không? Không. Tại vì tôi ở có mình tôi thôi. Anh nhìn đi, Nguyễn Hữu Phước là người này, có đúng không? Đúng rồi. À, tôi có nhớ một chuyện. Có một lần sau khi nghe một cuộc điện thoại thì Phước nói với tôi rằng có quen một người bạn gái, người Hà Tiên, hứa rủ Phước đi Vĩnh Long để ra mắt cha mẹ. Lúc đó hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng rồi. Em cứ nhắn với ba mẹ là anh không sao đâu. Vậy thôi nha. Ủa anh Bảo. Ủa nói chuyện điện thoại với ai mà căng thẳng vậy? Thực ra em cũng không muốn giấu anh làm gì. Em có bạn gái rồi. Em với bạn gái em chung sống với nhau như vợ chồng vậy đó. Mà bạn gái em cứ gọi điện lên nói là ba má cổ cứ hối bọn em về dưới làm đám cưới, tại vì họ sợ không lo cho con gái họ đàng hoàng á. Mà anh coi đó, cái dự án em đang làm dang dở, chưa xong đâu vô đâu hết, mà cứ hối em về vậy hoài, sao em làm được? Dự án game đó hả? Dạ đúng rồi đó anh. Thấy dự án đó có tiềm năng nữa, rất là tốt. Nếu em cần hỗ trợ gì cứ nói anh giúp một tay cho. Anh nói thiệt hả anh Bảo? Sống thiệt mày. Anh hứa nha, anh giúp em rồi đó. Phước có nói với tôi và thầy Thuốc là sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Bây giờ anh ta đang chờ giải quyết một chuyện quan trọng, sau này mới có tiền lo cho tương lai của hai người. Anh ta còn hứa đó, sẽ về Vĩnh Long để lập nghiệp với cô ấy luôn. Lúc đó Phước vui miệng á, còn rủ tôi ra Sa Đéc chơi, bởi vì bạn gái của Phước á làm ở resort Xẻo Lá. Mà này anh Bảo, vài bữa nữa em về Vĩnh Long á, anh về chung với em dưới đó luôn cho vui. Chứ là bạn gái của em á làm ở trong resort Xẻo Lá, anh yên tâm, về đó là lo cho anh em mình thả ga luôn. Tao nghe mà tao thích ghê luôn á. Nhưng mà chắc để dịp sau, vì công việc đang bận quá không có đi được. Vậy hả, tiếc quá. Thôi để dịp sau cũng được. Dạ. Sa Đéc. Nè, bà kêu tôi qua có gì không? Nè, chuyện tao nói tao bị rắn cắn ở nhà quan là tao nói dối á. Cái gì? Với công an mà cũng nói dối được hả? Tao có lý do của tao. Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Tao sợ lỡ tên khốn đó quay lại trả thù, giết người bịt miệng á. Mày nói gì ghê vậy? Tao không muốn bứt dây động rừng. Nè Cúc. Hử? Từ hôm nay tao với mày âm thầm điều tra coi thằng khốn đó là thằng nào. Khốn nạn, tao sẽ cho thằng đó biết tay. Mày có nghĩ là người đó là ai không? Từ cái việc mà giả dạng mày nhắn tin cho tao á, rồi hẹn tao ra cái chỗ mà gần trường mình, chắc chắn người này biết rất rõ mối quan hệ giữa tao với mày. Tao nghi là sinh viên ở trong trường. Mà còn một điều này nữa nha, nó bịt mặt thì chắc chắn là người quen, không muốn tao nhận ra nó. Trời ơi, bà khùng quá à. Tôi đi coi trong phim á, mấy người mà người ta truy sát á hả, hay là người ta đi bắt cóc này kia, là người ta cũng bịt mặt chứ bộ. Trời ơi. Mày mới khùng á, tao đang nghiêm túc nè. Tao cứ có cái cảm giác là thằng khốn đó là người quen. Lúc đó hả, tao sợ quá, tao không có nhận ra. Nhưng mà nó lòi cặp mắt ra, mà tao đang hoảng loạn cho nên tao không có nhận ra. Nhưng mà rất là quen. Mà thôi đi, mày á cũng là nghỉ ngơi đi. Hai bữa nay á tao thấy mày á là mệt mỏi lắm rồi, suýt chết hụt nữa chứ. Toàn là chuyện xui gì không à. Mà nè, bây giờ lại thêm chuyện ông Quý ông chết trong nhà ông nữa. Nên tao nói thiệt nha, bây giờ chủ đề đang hot ở trong trường á là tại sao ông Quý chết là từ khóa trên Facebook bây giờ, chứ không phải là cái vụ mà mày chạy vô trong trường á rồi bị rắn cắn rồi chạy ra đâu. Mày,
Sao tự nhiên công an hỏi mày vụ ông Quý chết vậy ta? Thôi đừng có vô duyên. Liên quan gì tới tao? Tao đang suy nghĩ tại sao lúc tao nhắn tin sao không ai ra cứu tao. Mà có mỗi anh ấy ra cứu tao thôi à. Đúng rồi, tao thấy ông Bảo này có nhiều ẩn số nha. Bây giờ tao nghĩ là tao phải đi tìm ẩn số này cho mày mới được. Có khi nào á, chính anh ta là người dựng nên màn kịch này. Chứ sao tự nhiên lúc mày chạy ra lại gặp ổng? Mà sao lúc mày ở trong nhà quan ổng không chạy vô cứu mày, đúng không? Khủng. Khủng gì? Sao không? Ngọc Anh! Ngọc Anh! Ai lại muốn truy sát Ngọc Anh? Kẻ đó biến rất nhanh trong khu nhà quan, chứng tỏ là hắn rất là quen thuộc nơi đó. Mà hắn cũng thuộc loại máu lạnh, mới đánh đập con gái như vậy, không chừng hắn còn muốn quỷ hoại Ngọc Anh nữa. Hắn là ai chứ? Sao Ngọc Anh lại nói dối? Tại sao Ngọc Anh lại nói dối mình bị rắn cắn? Mình phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Mọi người chụp hình nha, mình ra gặp má mình chút. Rồi, một tấm nữa nha. Cười lên. Rồi, một, hai. Có chuyện gì vậy má? Đưa đây má cầm cho. Con của má giỏi quá. Này gì má? Má không biết nữa, con cứ coi đi. Ừ.
À, đây là anh Phước. Anh có tới đây từ 7 giờ sáng ngày hôm qua. Anh tới để kiếm cô bạn gái tên là Mỹ Duyên, là nhân viên quản lý phòng ở đây. Anh ta có mang theo hành lý gì hay không? Tôi thấy anh ta chỉ mang ba lô à. Cậu Phước à. Dạ chào anh. Chào Duyên chút nha. Dạ anh. Em mời anh điếu thuốc nha. À, được rồi, cảm ơn cậu. Dạ nè, để em mồi cho. Làm gì run dữ vậy? À, dạ không có gì đâu anh. Tại em đi xe đêm mệt quá, sáng giờ em chưa ăn uống gì hết. Phải vậy không? Dạ. Rồi ngồi đây đợi nha, tôi vào trong làm việc. Dạ dạ dạ. Ủa em. Anh đợi em lâu không? Anh mới tới à, thôi bây giờ mình về nhà nghe. Dạ. Đi em. Em về trước nha. Em đi nha. Dạ. Cô Mỹ Duyên đột xuất xin nghỉ phép. Lý do là mẹ của cô ta bị bệnh, còn ba của cô ta thì đi xa. Và tôi ở đây có số điện thoại của cô Mỹ Duyên. Nếu như các anh cần thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh. Đồng chí Phúc cùng với các anh em trinh sát tại địa phương tỏa ra khắp các bến xe đề phòng trường hợp Phúc bỏ trốn. Còn tôi và đồng chí Ngọc Mai sẽ tới nhà của Mỹ Duyên. Rất có nhiều khả năng hiện bây giờ Phúc đang lẩn trốn tại đó. Đó. Cảm ơn anh. Dạ không có gì. Dạ. Con mời. À, ăn đi con, ăn nhiều. Dạ. Nhiều vô nha. Lâu lâu mới về quê chơi một bữa. Hả? Muốn ăn món gì cứ nói với bác, bác đi chợ bác nấu cho con. Dạ, ăn. Dạ con cảm ơn bác. Ăn đi em. Nè. Dạ cảm ơn anh. À, mà nè, à, con với. Dạ. Duyên á, định khi nào mới tổ chức đám cưới? Ờ, anh sao vậy? Không có. Mẹ hỏi kìa. Anh đang nghĩ là mình tổ chức đám cưới như thế nào thôi mà. Dạ, tụi con cũng còn đang tính với nhau. Khi nào có ngày cụ thể con sẽ báo cho bác biết. Vậy ha. Dạ. Bác mong quá trời luôn. Dạ. Ăn đi anh. Ăn đi con. Dạ. Ăn nhiều nhiều lên. Chú Ân. Chào chị. Có chuyện gì không chú Ân? Có cô Mỹ Duyên ở nhà không? Dạ. À, dạ có ạ. Chúng tôi muốn gặp cô Mỹ Duyên một chút. À, dạ được ạ. Mời mấy chú vô nhà. Mẹ em nấu đồ ăn ngon quá ha. Anh có phải là Nguyễn Hữu Phước hay không? Dạ đúng. Chúng tôi thuộc đội cảnh sát điều tra công an thành phố. Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh. Sao lại đòi bắt anh Phước? Anh Phước có tội gì? Chúng tôi tình nghi anh ta có liên quan tới một vụ án mạng, mà nạn nhân chính là Phan Đắc Quý. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan để hợp tác điều tra. Các đồng chí tiến hành khám xét. Rõ. Rõ. Chuyện này là chuyện gì vậy con? Anh, sao anh lại bị bắt vậy? Em bình tĩnh đi, chắc cái gì hiểu lầm đó, không có gì đâu. Ủa, chuyện này là sao hả Phước hả? Dạ, chắc có hiểu lầm đó bác. Bác tin con nha, không có chuyện gì đâu bác. Bác bình tĩnh đi, không có gì đâu. Em bình tĩnh nha. Đội trưởng, tôi đã tìm thấy ba lô. Đội trưởng, trong này có một cái laptop. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ để chứng minh cậu có liên quan tới cái chết của Quý. Tôi mong cậu hãy thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Anh chị ơi, anh chị tha cho em đi anh chị. Em chỉ lỡ tay thôi. Em không có ý định giết Quý đâu. Em không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao lúc đó em lại làm vậy nữa. Tại sao cậu lại lấy laptop của Quý? Em với Quý sống chung nhà với nhau được khoảng một tháng thì phát hiện ra là em với Quý có tính tình hoàn toàn khác nhau. Quý lúc nào cũng ăn nhậu
chơi bời. Thậm chí có khi còn dẫn cả bạn gái về nhà suốt cả đêm, khiến em không thể nào tập trung học hành được. Em nhiều lần đã muốn chuyển qua chỗ khác, cho đến một hôm. Trời ơi, cái thằng quỷ này kêu mày đi chơi với tao, không chơi vui muốn chết luôn à. Ê, bây giờ tao đang có hứng nhậu, ra ngoài mua vài lon bia về tao với mày nhậu. Mày khùng hả? Tao đang học nhậu nhẹt cái gì? Rồi ai đây? Hai. Xin tự giới thiệu, đây là bạn gái của tao, Xuân Thùy. Nhậu không? Không nhậu vô ngủ à? Tao đã nói không có nhậu. Nhậu thôi. Em, anh thấy là anh không đưa em về nội nữa rồi. Không ấy, em ngủ lại đây với anh nè. Được không đó? Được chứ, em bạn gái anh mà. Ê, mày nói gì vậy? Thì bạn gái tao ngủ chung với tao có gì đâu. Nè, tao nhắc cho mày nhớ nghe, tao với mày đã có thỏa thuận rồi đó. Úi, dẹp thỏa thuận qua bên đi. Bây giờ nhậu không? Không. Không nhậu tao vô ngủ. Em, vô ngủ em. Không nhậu tao vô ngủ à. Vô em. Quý. Đi. Ngủ ngon nha mày. Hôm đó em bắt gặp được Quý đang cấp cốt lập trình game của em. Và tất cả mọi người đều đánh giá cao, nhất là anh Bảo, cũng Phan Thanh Học về đường lỗi lầm, làm luật án nhiều đêm trắng Trần Quốc Bảo đầy hoang mang. Dạ đúng rồi, nỗi đau nào anh Bảo anh giỏi quá khứ, nên rất nhiều lần anh chỉ cho em sẽ để hoàn thành sản phẩm cây. Người vì người quên đi hận thù, quên ký ức dày dặn trong tim. Xóa hết đi những đau thương, từng giây phút còn trên cuộc đời. Xóa hết đi những u mê, bây giờ mình muốn sống, kéo ta vào vực sâu tội lỗi. Những sóng gió rồi sẽ qua mau, không đời an vui giấc mơ yên bình. Giang đôi tay đón ánh ban mai, một ngày mới đến tình yêu bắt đầu. Cùng hội cùng thuyền không có nghĩa trôi là tài sản gì. Xa thật nhanh, tạm thời đừng cho nước cuốn đi dòng đời lỗi lầm. Nó lên cơn đau tim mà mây xa thật cao, mây đưa ta về miền thương yêu. Xóa hết đi những đau thương, từng giây phút còn trên cuộc đời. Đâu ở đây vậy chú? Xóa hết đi những giờ này tội lỗi, những sóng gió dù sẽ qua đi. Đừng có, ba mẹ cũng biết đấy chú, ba mẹ cũng biết là chết luôn chú ơi. Giang đôi tay đón ánh ban mai, một ngày mới đến tình yêu bắt đầu.